Và hôm nay, những tài năng trẻ và cũng là học sinh đã và đang học tại Embassy Education sẽ cùng đồng hành tham gia cùng chương trình. Đó là Hoàng Anh và Peter Phan. Và cũng xin được chào đón một vị khách mời rất đặc biệt tham gia chương trình ngày hôm nay. Đó là nghệ sĩ quốc tế, nhà giáo dục Thanh Bùi, là chủ tịch của tổ chức giáo dục Embassy Education. Vâng, xin chào mừng anh Thanh Bùi đến với Symphony of the Mind, bản hòa ca trí tuệ. Đây là một cái chương trình mở màn cho chuỗi hội nghị thường niên của Embassy Education tổ chức để lan tỏa và cổ vũ cho khái niệm giáo dục sáng tạo. Được biết anh Thanh chính là người sáng lập nên Embassy Education. Cũng rất là tò mò là tại sao lại có cái ý tưởng này. Đây thật sự một câu hỏi rất là thú vị với Thanh. Mà nhiều lúc mình còn phải nhìn nhận lại một cái quá trình cả cuộc đời mình để cho mình hiểu là tại sao mình làm một cái điều gì đó. Khánh, Symphony of the Mind rất đơn giản cái Thanh, và Embassy Education là một cái tâm huyết rất lớn, một cái tâm huyết để break stereotypes, là phá đi những cái định kiến của xã hội. Hồi xưa giờ ở Việt Nam mọi người nghĩ đến Thanh là một người nghệ sĩ một người ca sĩ. Khi mà Thanh bắt đầu làm cái lĩnh vực kinh doanh, mọi người cũng sẽ có một cái suy nghĩ để một cái nhận định gì đó trước. Hoặc là khi mà Thanh vào giáo dục, mọi người cũng có một cái nhận định nào đó. Và Thanh chỉ nghĩ là mình lại không có vấn đề cái chuyện đó. Nhưng tại sao mình phải có những cái điều như vậy? Trong một cái xã hội đang thay đổi quá nhanh chóng như thế này, mình cần phải dạy cho con cháu mình là con có thể làm bất cứ cái gì cũng được hết, và phải được trang bị hết những cái kiến thức, những cái tư duy để phối hợp hết những gì để tạo ra những cái solution for tomorrow. Thì Thanh có một cái ước rất là lớn, là Thanh muốn nhìn người Việt Nam mình phải có những cái vị trí được khẳng định toàn cầu. Và khi người ta nhắc đến Việt Nam, Thanh không muốn người ta nhắc đến một đất nước đang phát triển nữa. Vì khi mà Thanh ở đây một thời gian dài, Thanh thấy người Việt Nam mình rất giỏi. Các bạn trẻ rất giỏi. Nhưng vì nhiều cái nhận định của xã hội, các con lại không phát triển được theo cái hướng đúng bản chất của các con. Tại sao Thanh đặt ra cái từ là Embassy Education? Tại vì Thanh muốn đào tạo một thế hệ đại sứ. Mình nhiều lúc mình không cần phải nói quá đại sứ cho bản thân mình trước đây. Cái phiên bản đẹp nhất, thật nhất cho từng người. Để cho một cái ước mơ đây là em này, bé này, khi mà đã hình thành được cái bản chất của mình, đã biết mình là ai, em này sẽ làm những cái gì đó được cho xã hội, cho cộng đồng của mình, cho gia đình của mình. Và Symphony of the Mind nó được sinh ra vì Thanh mong muốn mọi người sẽ nhìn tất cả các ngành nghề, các môn học với một đôi mắt công bằng. Là môn nào cũng quan trọng hết. Nghệ thuật nó là toán là nghệ thuật. Khoa học là nghệ thuật là khoa học. Để cho mình kích động được cái não phải và não trái của một đứa nhỏ. Và Thanh tin khi làm được cái điều đó, mình sẽ tạo ra một cái môi trường để các em phát triển một cách thật nhất, sâu nhất, và quan trọng là các con sẽ sống hạnh phúc nhất. Và nhân sự có mặt của nhà sáng lập của Embassy Education ở đây, thì chúng tôi mời quý vị cùng đến với buổi thảo luận chủ đề số 3. Đó là sáng tạo là trọng tâm của kỷ nguyên kinh tế mới. Mời mọi người chúng ta cùng đến với phần chia sẻ của marketer, nhà giáo dục Hùng Võ, là phó tổng giám đốc phụ trách marketing tại BITIS và là tổng giám đốc điều hành và giám đốc chiến lược của Dentsu Reader.
Vâng, rất cảm ơn những thông điệp cực kỳ ý nghĩa của anh Hùng Võ, và hôm nay rất vinh dự được mà anh có mặt ở đây để tham gia thảo luận với anh Thanh Bùi, và sự tham gia của hai bạn trẻ ở xa là Hoàng Anh và Peter Vĩ Phan. Xin chào hai bạn. Một cái kỷ nguyên kinh tế mới, trọng tâm nó là gì? Và chúng ta nói rất nhiều về chữ sáng tạo, nhưng tại sao lúc này là lúc nên đặt lên bàn cân về cái chữ creative education, và tại sao sáng tạo lại đóng vai trò quan trọng trong lúc này? Theo Hùng thì chắc là để chúng ta dễ mà tưởng tượng cái mối kết nối á, thì mình nhìn vào cái đại dịch vừa rồi đi. Mình thấy rõ ràng là trong cái đại dịch vừa rồi á, nó còn đang xảy ra không? Vẫn còn đang xảy ra kéo dài. Và vẫn còn đang kéo dài, và mình cũng chưa biết là những cái năm Covid này nó sẽ kéo đến đâu. Đó là vẫn là một cái ẩn số. Thì mình thấy rõ ràng là tất cả mọi thứ nó thay đổi. Mình sẽ không còn có thể thực hiện những cái cách truyền thống, những cái cách theo kiểu cũ để có thể mà tồn tại được trong một cái thế giới bây giờ. Mình hay nói đơn cử đi, ngay cái chuyện mà việc học của trẻ em đi. Có lẽ Hùng đến thời điểm này Hùng mới có thể tưởng tượng được là làm sao một đứa trẻ ở mầm non, ở cấp 1 mà vẫn có thể học trực tuyến. Nhưng mà thật ra các em không có sự lựa chọn. Bởi vì mình có thể dự đoán là cái thời gian sắp tới là cái chuyện mà quay lại trường học đó, nó sẽ rất là lâu. Nó sẽ khi nào mà trẻ em từ 12 đến 18 tuổi được chích vaccine, và ít nhất 80% trẻ em được chích vaccine thì mình mới thấy trẻ mới quay lại trường học được. Và mình không, mà đây là giai đoạn trẻ đâu thể ngừng học được. Mình phải tiếp tục cho trẻ học, thì đó là cái cách duy nhất để trẻ nó phải làm quen một cái hình thức mới. Giáo viên cũng phải thay đổi cái cách giảng dạy. Mà mình nhìn thấy là ngay cái giáo dục là cái phương pháp mà mình rất là coi trọng, cái chuyện là kết nối con người với con người. Mà ngay cả cái ngành này bây giờ mình cũng phải học cái cách là làm sao để kết nối được con người với con người qua hai cái màn hình. Mình chắc cũng chẳng cần phải thuyết phục mọi người rằng chúng ta cần phải sáng tạo nữa. Mà câu hỏi nó nên là chúng ta sáng tạo như thế nào, và cái sự sáng tạo đó có xảy ra ở hầu hết các ngành nghề hay không, hay là chỉ trong một vài ngành nghề, thì đó là cái mà Hùng quan tâm. Anh Thanh thì đang làm trong lĩnh vực nghệ thuật, nhưng mà sáng tạo ở đây không chỉ là về các công việc liên quan đến nghệ thuật. Thưa các phụ huynh, thưa các anh chị, Thanh nghĩ là đây là một cái thời điểm tốt nhất để mình ngừng lại một chút xíu. Mình tự xem xã hội mình đang như thế nào, những cái tư duy nào mình cần phải phát triển, và những tư duy nào mình cần thật sự phải như là bỏ đi luôn á. Những tổ chức đủ sáng tạo, đủ nhanh thấy cơ hội ở những nơi mà chưa ai thấy, họ không chỉ sống mà họ sẽ phát triển. Vì những đơn vị nào mà họ không có tư duy mở được như vậy á, họ sẽ có vấn đề. Thanh nghĩ sắp tới nó sẽ có một sự cách mạng về tư duy. Mà Thanh dùng cái từ đó nó hơi mạnh, nhưng Thanh nghĩ là mình phải dùng những cái từ ngữ như vậy. Tại vì Thanh thấy là mình nói cái việc mà các con mà không có gặp được nhau, các con không có đi học được cái trường, sẽ có nhiều người họ sẽ ngồi đó và họ sẽ nói là thôi mình bỏ luôn, mình không có làm được cái gì được hết. Mình bỏ cuộc luôn. Nhưng sẽ có những con người mà sẽ thấy đó, thấy cái điều này như là một cái sự thử thách. Và mình sẽ làm cái gì để cho mình vượt qua cái thử thách này đó. Và Thanh nghĩ là mình phải đào tạo các con của mình phải tư duy được như vậy một cách rất tự nhiên. Và các con không sợ cái điều đó, tại vì cái bạn mà họ sáng tạo, họ rất sợ cái sự rập khuôn. Họ rất sợ ngày mai, nếu mà họ biết ngày mai phải như thế nào á, là họ sẽ không sống đâu. Tại vì nó mất đi cả một cái sự phản xạ của cuộc sống rồi, đúng không? Nó không có cái sự, nó không có cái thử thách để mình tiếp tục mình tự phát triển. Thì ta thấy là thời điểm này là khi là mình là người bố, một người cha, có hai đứa con Kiến An, Khải An là 5 tuổi, mới vừa 5 tuổi. Thanh chỉ nói với gia đình, với mọi người là mình sẽ không biết được ngày mai như thế nào đâu. Mình có thể đoán được 10 năm đi, 10 năm thôi à. Chứ 50 năm mình nghĩ ai có thể đoán được, không có người nào đoán được cái chuyện đó. Nostradamus không thể đoán được cái chuyện đó đâu. Nhưng Thanh chỉ nghĩ là vì như vậy mình cần phải trao cho con mình những cái kỹ năng sống. Tại vì hồi xưa nó là knowledge driven. Hồi xưa là ở Việt Nam là không có sách vở, không có Britannica, không có những cái tài liệu để cho các em học.
tới ngày hôm nay, nhiều lúc mình vào mình gặp các cô các chú, và các cô các chú chỉ nói là con biết không Thanh, hồi xưa đó để có một cuốn sách là một cái gì nó rất là quý con, để mình học được về một cái môn nào đó mà mình yêu thích, là để có những cái tài liệu nó rất khó để có. Bây giờ các em Hoàng Anh hoặc là Vĩ, bây giờ chỉ cần bấm một cái hỏi Siri thôi là có đầy đủ hết thông tin trong loại người, đúng không? Yeah. Quan trọng hơn là mình phải sắp xếp những cái thông tin để áp dụng trong một cái thời đại cho nó phù hợp để thúc đẩy được loại người. Yeah. Đó là tại sao thời điểm này là Thanh nghĩ là mình cần phải have this conversation. Yeah. Mình cần phải nói lên những cái việc mà nhiều lúc mình sẽ không có thời gian mình nói. Yeah. Và Thanh mong mình sẽ sẵn sàng, mình thẳng thắn trong cái suy nghĩ của mình. Yeah. Tại vì thời điểm này mình cần phải như vậy. Yeah. Cảm ơn anh Thanh. Em nghĩ chắc là cho Hùng nói thêm rõ trên cái ý anh Thanh đó. Hùng nghĩ là trong 10-15 năm gần đây ấy, thật ra là từ những cái giới tri thức, giới khoa học ấy, họ đều biết rằng chúng ta đón nhận một sự thay đổi rất lớn, bởi vì sự phát triển của trí thông minh nhân tạo, và gần đây là sự phát triển của cả công nghệ sinh học biotech. Và đặc biệt là mọi người đều hình dung được là nếu mà kết hợp hai cái công nghệ đó với nhau á, thì thế giới này nó sẽ đạt được một cái sự transformation, một sự thay đổi mà chúng ta không bao giờ tưởng tượng được. Nhưng mà tại sao cái COVID này, cái đại dịch này á, nó khiến mọi thứ trở nên rõ ràng như vậy đó? Vì mình biết là sẽ thay đổi, nhưng mà thông thường là mình có tính trì hoãn mà. Mình sẽ rất là phụ thuộc vào thói quen, phụ thuộc vào một cái routine, một cái cách mình đang làm. Nhưng mà cái COVID này nó ép bản thân mình, thay ép cả cộng đồng rồi các ngành nghề á, nó là một bài toán là sinh tồn, survival. Nó là bây giờ bạn phải thay đổi để bạn relevant, tức là bạn trở nên phù hợp. Còn nếu bạn không thay đổi á, thì bạn sẽ irrelevant. Hồi xưa cái creativity, cái sự sáng tạo nó là cái câu chuyện là một yếu tố thêm vào. Nếu mà bạn có thì it's great, rất là tuyệt vời. Nhưng bây giờ thì nó là điều rất là fundamental, có nghĩa là một điều rất là căn bản luôn. Bởi vì nếu bạn không còn sự lựa chọn nữa. Thật ra những đứa trẻ thích nghi rất nhanh. Thích nghi rất là nhanh luôn. Nên về vấn đề ở chỗ là cái mình thấy barrier ở đây là do người lớn. Mình nhìn thấy cái khó khăn, cái rào cản nhiều hơn các bạn. Chính xác. Các con, các em của mình rất là nhiều. Chính xác. Và đây cũng là cái cơ hội mà mình giống một thế hệ hoàn toàn mới. Một cái thế hệ mà hồi xưa mình cứ nghe cái khái niệm là digital native, là những cái đứa trẻ nó lớn lên với app, với điện thoại. Mà nhưng mà mọi người đều cố gắng chặn nó ở mức 9-10 tuổi đổ lên. Nhưng bây giờ even 3-4 tuổi thì đó là rõ ràng một thế hệ hoàn toàn khác. Thì cá nhân Hùng thì rất là mong đợi, thật sự rất là mong đợi xem là một thứ sẽ thay đổi như thế nào. Thì cái dịch này á, nó tạo ra một cái sức ép và tạo ra sự thay đổi mà nhanh hơn bao giờ hết. Với mọi thứ nó khó đoán như vậy và nó bất định như vậy, cả cho con em chúng ta và cả cho chính chúng ta, với những người đang lãnh đạo doanh nghiệp thì Hùng vừa nói rồi, không biết trong tương lai sẽ như thế nào. Nhưng nếu vậy, để chuẩn bị cho một cái nền kinh tế sáng tạo đó thì theo Hùng hoặc là anh Thanh thì những cái kỹ năng cụ thể nào mà mình có thể chuẩn bị được cho con cháu của mình, cho chính cả những người nhân viên của mình hiện tại và cho cả chính mình nữa. Vì buộc mình cũng phải thay đổi mà. Bắt buộc, hồi xưa thì có thì tốt, bây giờ là buộc phải sáng tạo. Chính xác. Vậy thì có những cái kỹ năng nào hoặc có những cái sự chuẩn bị nào mang tính nền tảng để chúng ta gọi là sẵn sàng cho cái sự sáng tạo đó? Đứng góc độ của Hùng thì Hùng nghĩ rằng á, có một cái thứ mà mình không có tránh được á, có một cái keyword là phải reinvent ourselves. Có nghĩa là phải làm mới bản thân. Thì có nghĩa là một đứa trẻ mà trong thời gian sắp tới là cái đứa trẻ nó không có được từ từ rồi làm mới. Các bạn phải làm mới liên tục. Thứ nhất á, đó là cái câu chuyện đó là mental stability, có nghĩa là một cái sự ổn định về mặt mental, về mặt sức khỏe tinh thần. Những đứa trẻ đó nó phải luôn liên tục đối mặt với những thách thức không ngừng mới. Thì nếu mà bé nó không có sự chuẩn bị tốt về sức khỏe tinh thần á, thì bé sẽ rất là dễ đuối. Thứ hai nữa là phải quan tâm nhiều hơn tới EQ, gọi là emotional cost, và CQ là creativity cost. Mình phải khác trí tuệ nhân tạo. Thì mình khác trí tuệ nhân tạo ở một điểm rất căn bản, mình là con người. Con người thì có cảm xúc, có kết nối, có sự trắc ẩn. Thì cái EQ đó nó giúp cho những đứa trẻ trong tương lai á, cho dù có thể là cái khuynh hướng và automation á, là tự động hóa, nó sẽ lấy đi rất là nhiều công việc truyền thống. Nhưng mà Hùng tin rằng á, cái
cái job market đó, cái thị trường công việc đó, nó không bao giờ biến mất hoàn toàn hết á. Nó mất đi những job cũ rồi nó sẽ có những cái job mới. Nhưng những job mới mà dành cho những con người á thì nó sẽ phải dựa trên cái đặc tính của con người, đó là human, là con người, đó là EQ. Và cái CQ là cái creative cost á, thì theo Hùng hiểu á, cái nghĩa rộng của nó phải là mình, cái góc nhìn mình mới, cái cách nhìn mình mới và cách làm mình mới và có mang dấu ấn cá nhân. Thì đó sẽ là cái cơ hội giúp cho những cái đứa trẻ trong tương lai á, nó có thể liên tục trong một cái chu kỳ mà không ngừng thích nghi. Bởi vì thật sự mà nói là với sự giao thoa của công nghệ sinh học và công nghệ AI thì thế giới này sẽ thay đổi rất lớn. Chứ nó không phải là câu chuyện của 20 năm, 30 năm giống như trước đây nữa. Thanh rất là đồng ý với Hùng. Cái câu hỏi là mình phải chuẩn bị cho con mình như thế nào ngày hôm nay á, cái câu hỏi của Khánh rất là quan trọng. Tại vì nhiều lúc khi mình nói đến những cái topic như thế này, nó bị xa vời lắm. Sáng tạo phải như thế này, sáng tạo phải như thế kia. Không biết bao nhiêu ngàn phụ huynh trong 10 năm vừa rồi, Thanh hỏi cái câu hỏi là chị cứ sáng tạo không? Chị không có sáng tạo gì hết. Chị có biết không, cái người sáng tạo nhất mà Thanh từng gặp mà đang làm việc, chị sẽ nói à, chắc là người nghệ sĩ này đúng không? Cái người ca sĩ này viết nhạc vân vân, phải không? Thanh nói dạ không phải chị ơi. Cái người sáng tạo nhất mà Thanh đang làm cùng việc với Thanh là cái người tài chính của Thanh. Và ta nhìn cái khuôn mặt của chị đó mà chị cười. Thì chị nói là thì Thanh, mình giải thích với chị à, chị này rất là thông minh. Và chị nói là à, bây giờ chị hiểu tại sao Thanh hỏi chị cái câu hỏi đó. Tại vì cái sự sáng tạo nó nằm ở tất cả các lĩnh vực. Và để cho một bé được sáng tạo, mình phải tạo ra một cái môi trường giáo dục cho con mà nó sáng tạo. Và cái môi trường này là như thế nào? Cái môi trường holistic. Là mình phải nhìn toán, ngôn ngữ, âm nhạc, nghệ thuật, thể thao, nó là một. Chứ nó không phải là một môn extra, một môn nào không extra. Thật sự hồi xưa đó, ba mẹ Thanh có nói là con phải toán số 10 mình mới thông minh lận. Nếu mà 8 điểm cũng không phải là kiểu giỏi á. Thì một ngày đẹp trời, cái người giáo viên của Thanh đó đưa cho Thanh một cuốn sách. Và nói là con đọc cuốn sách này đây. Và cuốn đó là cái cuốn Multiple Intelligence Theory của Howard Gardner. Okay. Mà khi mà Thanh đọc cuốn đó, mình đang nổi da gà nè. Mình đọc cuốn đó mình hiểu được là một con người rất thông minh, nhưng mà thông minh trong nhiều cách. Chứ không phải là giỏi toán mà gọi là thông minh. Là đến ngày hôm nay, Thanh nghĩ rất rất nhiều phụ huynh Việt Nam đều có một cái tư duy là nếu con mình không có học giỏi toán thì con mình không có thông minh. Thì Thanh nghĩ là mình cần phải cho con mình tiếp cận với tất cả các môn một cách rất holistic. Và người phụ huynh cần phải định hướng cho con là sáng tạo là gì. Con có được hỏi những câu hỏi cần phải được hỏi không? Nếu mà con làm một cái, con có được đánh giá đúng không? Thì nhiều em sẽ hỏi à, con có một cái suy nghĩ như thế này. Người phụ huynh hoặc là thầy cô có thể nói là suy nghĩ đó sai, con nói như vậy rất sai, đừng có nghĩ như vậy nè. Thì có phải tự nhiên mình đang cắt đi cái đường dây sáng tạo của một đứa nhỏ không? Thì Thanh nghĩ rất đơn giản là sự sáng tạo, mình phải làm cái gì cho con mình, cho con mình tiếp cận với tất cả. Và mình sẽ không có dùng cái suy nghĩ của mình để cho mình áp đặt con mình. Thì con mình được sanh ra bé nào cũng khác nhau hết. Và quan trọng là mình cần phải tìm được cái điều mà bé giỏi nhất, cái bé đam mê nhất, và mình thúc đẩy cái điều đó. Nhưng at the same time, mình không thể nào mà bỏ đi được kiến thức. Kiến thức là điều không thể thiếu. Tại vì nhiều phụ huynh cũng nói cái câu là nếu mà sáng tạo là có phải là không có kiến thức không? Là sẽ thấy các con đều chơi không mà, chơi mà học mà học mà chơi được. Mà người ta, mà phụ huynh nói là thấy chơi chứ không có học gì hết. Đúng không? Thì con không được. Thì cái quan trọng là cái nền tảng là phải có. Muốn xây một cái nhà thì phải có một cái nền tảng. Muốn một cái Bitexco, xây một cái Bitexco, nếu cái nền tảng nó không có mạnh, thì mình thiết kế cái gì ở trên nó sẽ cũng không có ý nghĩa gì hết. Nhưng từ cái kiến thức đó cho con được cái cơ hội để tiếp cận với mọi việc. Cho con holistic. Tại vì
theo suy nghĩ của Thanh đó là mình không thể nào mà hạn chế một đứa nhỏ được. Khi mà Thanh ngồi xuống làm những cái survey ở Việt Nam, nhiều bạn đang không sống đúng với bản thân mình. Tại vì hồi xưa ba mẹ mình muốn mình như vậy. Và Thanh không có ngồi đây nói là chỉ trích ba mẹ nha. Chỉ là mình có những cái tư duy mình có thể thay đổi được. Để con mình có thể sống trong một cái môi trường mà nó sáng tạo hơn. Các con cởi mở hơn được. Để mà chuẩn bị cho con mình, đôi khi là chỉ cần cho nó tiếp cận với lại các môn khác nhau. Và đừng có gò ép con mình vô cái suy nghĩ của mình. Đó là cái cách đầu tiên để chúng ta cho con mình có một cái môi trường sáng tạo. Có thể phụ huynh không tự nhận mình là người sáng tạo, nhưng hoàn toàn có thể tạo nên một môi trường để kích thích sự sáng tạo đó. Quay trở lại một cái ý của anh Hùng nói rất là quan trọng và căn bản, đó là làm mới mình, tức là reinvent yourself, thay đổi mình. Vì sao mà mình khó thay đổi mình như vậy? Thật ra đây là một câu hỏi rất rộng. Bởi vì thứ nhất là nó còn phụ thuộc vào cái lifestyle, là cái giai đoạn, cái độ tuổi. Con nít á, thì có chuyện reinvent với các em rất là đơn giản. Bởi vì các em là, thật ra các em vẫn đang build thế giới quan của các em vẫn là exposure, vẫn là tiếp xúc thế giới bên ngoài. Một cái bạn mà ở adolescent, có nghĩa là bạn ở tuổi vị thành niên, bắt đầu bước qua 18 tuổi thì các bạn ấy là, bước qua 18 tuổi thì các bạn ấy sẽ phải sống giữa cái thế giới quan của mình và với hiện thực. Hùng nghĩ là anh em mình thì sẽ khó hơn. Trong thế hệ của Hùng thì là bạn phải trở nên giỏi nhất trong một cái mảng gì đó. Một cái mảng gì đó. Đó là cái cách mà một cái currency, cái cách mà cái mô hình kinh tế và chính trị nó được vận hành. Đó lý do sao mình tồn tại được, mình thích nghi được. Hùng sẽ không ý phủ nhận những gì mình đã nhận được của giáo dục. Những cái thứ mình đã nhận của ngày hôm qua nó vẫn rất là hữu ích với mình. Nhưng mà trong cái thế hệ tiếp theo á, thì cái mà Hùng nghĩ là nó có rất nhiều lý do khiến cho phụ huynh phải suy nghĩ cái chuyện can thiệp vào sự phát triển của con một cách bạo lực hay là một cách có chủ ý. Bởi vì sao? Bởi vì người thông minh luôn có bẫy mà. Nếu mà phụ huynh rất thông minh thì phụ huynh càng tin rằng mình đưa những điều tốt nhất cho con mình mà. Mình sẽ có một cái skill platform, có là một cái nền tảng rất là lớn là làm những điều tốt nhất cho con mình. Mình đã trải qua những cái bài học đó rồi, mình không muốn con mình phạm những cái thất bại đó nữa. Nhưng mà không phải, cái việc đầu tiên phụ huynh mình phải nhận thức là những điều giúp mình thành công ngày hôm qua nó không thể nào đúng cho ngày mai được. Mình phải tin rằng cuộc sống thay đổi và mình phải thích nghi với cuộc sống đó. Nếu mình vẫn tin là mình vẫn thể tồn tại được thì mình rất khó thay đổi. Chỉ có những người nào thật sự sợ là 5 năm nữa, 10 năm nữa tôi tồn tại thế nào, làm sao tôi bắt kịp được, thì những đó những người mới có cái tố chất, có những cái động cơ và những cái bước đi đầu tiên để làm mới. Nếu Hùng là phụ huynh đó, thì Hùng sẽ luôn dạy cho con mình hiểu rằng hiện thực sẽ thay đổi. Và hiện thực sẽ thay đổi rất nhanh. Nên con thật sự không có sự chọn lựa cho cái chuyện là con muốn thay đổi hay không. Mà con phải học cái cách là làm sao con thích nghi được trong cái hiện thực đó mà thể hiện được bản sắc của con nhất. Đấy, đó là cái cốt lõi mà ở một cái nền giáo dục mới á, một cái giáo dục mà nó kích thích sự sáng tạo, nó kích thích cái màu sắc cá nhân làm được. Anh Thanh thì sao? Anh Thanh có nghĩ là điều đầu tiên cha mẹ làm là phải tự thay đổi mình trước? Thanh nghĩ cái điều đó là cái điều là đúng với cốt lõi luôn á. Khánh. Tại vì khi mình lớn, mình đã bị vấp, mình đã bị té, mình bị tác động rất dễ từ bên ngoài. Và mình hù theo, tại vì mình nghĩ để cho mình làm một người có vị trí, một người trong gọi là một người đẳng cấp đi, mình phải như thế A, thế B, thế C. Và khi mình không có theo một cái xu hướng như vậy á, thì tự nhiên mình lại có cảm giác mình bị lép vế. Thanh cho nói ví dụ đi nha. Có những lúc mà Thanh sẽ ngồi ở Park Hyatt. Vui thôi. Phụ huynh ngồi xuống với nhau, câu đầu tiên họ nói chuyện là con tôi á, mới được đi học Harvard rồi đó. Hoặc là con tôi mới vô được Oxford rồi đó. Thì cái câu chuyện nó không có nằm ở cái chỗ là ủa con mình muốn cái gì. Nó nằm ở cái chỗ là phụ huynh muốn cái gì cho họ, để họ có thể chia sẻ được và hoặc là thể hiện cái điều đó được cho những người bạn của họ, đồng nghiệp của họ. Nhiều phụ huynh nghĩ là mình sở hữu con mình. Thanh nghĩ là cái điều mình cần phải thay đổi là cái tư duy về giáo dục nó là cái gì. Tại sao mà Thanh rất mê hướng tiếp cận Reggio Emilia Approach?
cái từ là through the eyes of the child. Oh man. Và góc nhìn của một đứa trẻ ha. Yeah. Nếu mà mọi người đều chỉ nhìn mọi việc rất đơn giản là qua đôi mắt đứa con thôi. Yeah. Thế giới đã sẽ thay đổi rồi. Con mình có một cái sở thích riêng, có những cái phản xạ riêng. Mình ép con phải theo mình và mình nghĩ con phải như thế này, như thế kia. Thanh nghĩ là nhiều phụ huynh nghĩ là mình sở hữu con mình. Dạ đúng. Mà lại theo suy nghĩ của Thanh, cái điều đó nó rất sai. Mình không đánh giá con mình như là một người lớn. Mình không đánh giá con mình như là một con người đều có cái bản quyền riêng của mình. Ừ. Con mình có một cái sở thích riêng, có những cái phản xạ riêng. Mình ép con phải theo mình và mình nghĩ con phải như thế này, như thế kia. Mình may mắn được con mình chọn mình để cho hỗ trợ con mình trở thành phiên bản đẹp nhất, thật nhất của nó thôi. Thì Thanh nghĩ là through the eyes of the child. Mà khi Thanh nghe cái câu đó, cả cuộc đời Thanh là thay đổi. Yeah. Tại vì Thanh sẽ không bao nhìn một đứa nhỏ theo một cái khía cạnh là con không biết gì hết. Cái sự sáng tạo của con nó một cách rất tự nhiên. Con không suy nghĩ gì hết. Chứ tại vì mình, người lớn mình suy nghĩ quá nhiều. Tại vì mình sợ mình làm sai, mình sợ mình bị đánh giá. Mình sợ mình bị judge thôi, đúng yeah. không? Anh Thanh nói nhiều câu làm thấy tự nhột quá. Bây giờ thử mời ba anh em mình nhìn thế giới qua đôi mắt của hai bạn trẻ hơn mình rất nhiều. Xem thế nào, chứ nãy giờ ba ông này nói là nhiều khi chưa chắc đúng. Nhiều khi là có một cái nhìn khác. Thì xin mời đôi mắt của hai bạn còn rất trẻ, hai bạn sinh viên là Hoàng Anh và Peter Vĩ Phan. Em nhìn thế giới trong tương lai như thế nào và mình có cái sự chuẩn bị nào đó cho một cái tương lai thay đổi liên tục như vậy, bất định như vậy không? Một người học giả mà dở là một người không bao giờ có khả năng adapt với những cái kiến thức mà mình tìm thấy được. Em thực sự tìm thấy bản thân mình trong cái việc liên tục thay đổi. Chính trong sự thay đổi mình mới tìm thấy được một cái gì đó nó cố định. Em cũng khá là đồng ý với lại cái nhìn của hai người về, đối với em thì sáng tạo, nếu là sáng tạo nghệ thuật âm nhạc thì là một thứ chắc chắn là trong tương lai em và em nghĩ là thế hệ sau em nữa không thể nào sống thiếu. Cảm ơn Hoàng Anh. Nhưng mà em có một cái suy nghĩ gì về một cái hướng đi cụ thể nào đó mà mình muốn theo đuổi không? Hay là mình vẫn sẽ luôn có trạng thái là mình sẽ adapt, tức là mình sẽ thích nghi? Vì hiện giờ thì em đang học một bên nghệ thuật, một bên khoa học. Nó là hai mặt trên cùng một đồng xu. Khi mà em nói hay là em kể với mọi người hay là những người lớn tuổi hơn em là em đang học hai cái thứ đó đó. Xin hỏi sẽ kiểu, ủa, rồi ra làm nghề gì? Ra làm cái gì? Thật sự khi mà họ hỏi câu đó, nhiều khi em cũng biết trả lời sao nữa. Tại vì bản thân em cũng biết em ra em làm nghề gì. Nhưng mà đối với em thì nó không quan trọng bằng cái câu hỏi là em có đang thỏa mãn những cái câu hỏi của bản thân mình không. Hiện giờ thì em cảm thấy hoàn toàn ổn. Còn Vĩ thì sao? Vĩ nghĩ sao về tương lai của mình? Hiện giờ trên trường đại học của em đang học hai ngành kinh tế và triết học. Việc học còn dài nhưng em có nghĩ là em đang đi hướng đó, là một cái factor lớn mà để khuyến khích em để học sâu và học rộng, để đối phó với những cái vấn đề đa chiều trong cái nền kinh tế sáng tạo mới. Cái thế giới nó đang suy chuyển theo cái hướng mà mọi thứ đang càng ngày càng kết nối với nhau. Nhà kinh tế học họ cần phải hiểu biết nhiều về tâm lý mới tìm ra được những giải pháp tốt nhất cho xã hội. Nhà ngôn ngữ học hiện nay nên sử dụng công nghệ để hiểu biết được cái cách mà câu chữ ảnh hưởng tới bộ não của con người. Để đối phó với vấn đề cần rất nhiều mạng thông tin chứ không phải là chỉ là một. Ví dụ em có thể nói là khi vẽ em phải suy nghĩ rằng là hình ảnh này, màu sắc này, images này, shape này nó xen kẽ nhau để gợi những cái ý tưởng, gợi những cái câu chữ, gợi những cái thông điệp như thế nào. Và vì việc vẽ, trong việc vẽ em phải suy nghĩ nhiều ý tưởng khác nhau và nó đã giúp em rất nhiều trong việc học. Thiếu sự sáng tạo thì con người hoặc là chính mình em sẽ thấy rất khó để nhìn xa và nhìn rộng hơn. Cảm ơn Vĩ rất nhiều. Như vậy thì nghe hai bạn trẻ nói mà cũng phải suy ngẫm rất nhiều quá anh Thanh. Mình thấy rất là hạnh phúc thật sự, đúng không? Yeah. Các bạn còn rất trẻ mà đang nói đến những cái điều rất sâu sắc mà nhiều lúc người lớn cũng không thể nào mà suy nghĩ đến nữa.
đúng cái từ mà cái từ tiếng Anh mà Vĩ đang chia sẻ là cái từ multidisciplinary á. Tại vì cái chuyện về sự sáng tạo là cái cách kết nối mọi thứ một cách chưa bao giờ được kết nối. Thì mình thấy rất là, có thể nói cái từ là tự hào luôn á, mình thấy là đây là the future, đây là cái tương lai. Nhưng mà rõ ràng không phải ai cũng như vậy. Và cái câu chuyện đây là mình phải làm như thế nào để thúc đẩy được cái nền giáo dục chúng ta để đào tạo các em dám hỏi những câu hỏi, dám nói cái suy nghĩ của mình. Tại vì hai bạn ngày hôm nay, cái điều mà Thanh thấy còn tự hào hơn nữa là hai bạn dám nói suy nghĩ của mình đúng hay sai, cái điều đó không còn quan trọng nữa. Anh Thanh thấy hai bạn như là không sợ cái gì hết luôn á. Em thì em thấy rất là thú vị, bởi vì đặc biệt anh rất là thích thú với cái câu trả lời của Hoàng Anh, là có thể mãi đến 35 tuổi thì em mới biết, em mới xác định được là em muốn làm gì. Thật ra tuổi nó bây giờ nó rất là resonate với em. Anh được mọi người biết tới giống như là một marketer. Rồi. Anh là CMO BTS, anh là CEO của một cái creative agency gọi là Dancing Radar. Nhưng mà gần đây thì anh đang reinvent myself, có nghĩa là anh bắt đầu giống em á, là anh tới năm 35 tuổi thì anh bắt đầu anh suy nghĩ rằng anh muốn đi tiếp 10 năm, 20 năm tiếp theo anh như thế nào. Anh không biết về quá nhiều về những cái kỹ thuật, nhưng mà anh hỏi anh biết về cái gọi là nền tảng và cái gọi là dynamism, gọi là một cái sự chuyển động của ngành. Thì anh nghĩ rằng anh có thể thích nghi được trong cái ngành này 10 năm, 20 năm nữa. Nhưng mà anh thì anh mong muốn nhiều hơn thế. Anh nghĩ là mình mới 35 tuổi thôi mà mình vẫn còn rất nhiều thời gian phía trước, và anh nghĩ là anh nên bắt đầu cái thứ mà anh đam mê, đó là giáo dục. Thì bây giờ anh rất vui nếu mà 1-2 năm sau mọi người nhớ đến Hùng Võ giống như một người làm giáo dục nhiều hơn là một người làm marketing. Thì anh thay đổi cái chặng đường của anh ở cái điểm lúc 35 tuổi. Thì again quay lại chuyện reinvent, anh Khánh có nghĩa là mình phải muốn, và mình phải hiểu được là tại sao mình muốn cái điều đó, và mình phải có cái sự can đảm. Thì em nghĩ em có sự can đảm. Em nghĩ em may mắn là mặc dù 35 tuổi rồi, nhưng mà em chắc vẫn có tinh thần Gen Z giống như là anh hay là Peter đó, bởi vì em xem như em mới bắt đầu lại. Và có lẽ do cái nghề nghiệp của em nó giúp cho em có cơ hội được tiếp cận với cái sự sáng tạo nó mỗi ngày. Và em, bởi vì em làm đa ngành, có nghĩa là em làm sáng tạo cho marketing trong những lĩnh vực về giáo dục, về sản xuất, về giày, về bán lẻ, về công nghệ, về ngân hàng tài chính. Và em nhận ra là ngành nào mình cũng thể làm mới được. Đúng rồi. Và hóa ra là tức là những cái rào cản mình nghĩ á, nó được xây dựng bởi xã hội. Để xây dựng những thứ của ngày hôm qua. Nhưng mà mình có quyền tin rằng, cái niềm tin vào bản thân rất quan trọng. Em cái tin là giáo dục á, là nó phải thật sự cái việc đầu tiên mà nên xây, tức là nó là giúp cho đứa trẻ có một cái tập hợp về một cái niềm tin vào bản thân. Một đứa trẻ nó phải dám nói, dám nghĩ, sai hay đúng thật ra không ai biết. Đúng rồi. Không ai biết. Thật ra con đường đúng hay sai đó chỉ là tương đối thôi. Đúng hay sai là do cái góc nhìn của xã hội vào cái thời điểm đó thôi. Đúng rồi. Mình đi tới 9 năm mà mình bỏ cuộc thì mình gọi là thất bại. Nhưng mà mình đi tiếp tới năm thứ 10 mình thành công thì người ta gọi là đó là kiên trì. Thật ra cái currency đó mình đâu có biết đâu. Thì em thấy may mắn đó là lý do là sao mà em thấy là mình thật sự có một cái kết nối với sáng tạo. Và em là người tin tưởng rằng á, cái sự sáng tạo bây giờ nó là thiết yếu rồi. Giống như em nói đơn giản thôi, mình nhìn thấy Amazon đi, công ty vĩ đại nhất. Bây giờ họ đâu phải là một công ty logistics đâu, họ mang một cái sự sáng tạo về đột phá ngành logistics. Họ thành một cái công ty về data, về experience, về trải nghiệm ở một cái mức mà mình chưa bao giờ tưởng tượng được. Rồi hay even một thương hiệu em yêu thích đi. Sorry mà gọi là CMO BTS, nhưng mà em vẫn rất thích Nike. Thì em mới thấy là Nike bây giờ họ đâu phải là một công ty đâu phải là một công ty bán giày đâu. Họ bây giờ là một công ty về văn hóa. Chính xác. Họ tạo ra một cái văn hóa, một cái lối sống mà nó kết nối với giới trẻ, và họ luôn luôn là một cái hiện tượng toàn cầu.
Và đó là cái cách mà họ, bản thân những công ty lớn như những hiệu lớn như họ vẫn không, không vẫn còn reinvent themselves mà. Cái mà Hùng đang chia sẻ là y chang giống cái cách mà cả hai bạn trẻ mình chia sẻ. Và chắc là Thanh có một cái câu hỏi rất là ngạc nhiên cho hai bạn nha. Yeah. Peter và Hoàng Anh á, thực sự mình có cảm giác là mình sợ không? Mình có sợ cái tương lai không? Và cái tại vì mình chỉ nghĩ là ở cái thời điểm mà 38 tuổi nhiều lúc mình cũng sợ nữa. Nhưng mình thấy hai bạn không thấy thấy hai bạn không sợ gì hết luôn á. Mình thấy là ủa Peter đang là ok, nó phải như vậy nè và nó đang ngành nó như vậy nè và tôi biết mình phải như thế này nè. Thì mình thấy là cái thái độ đó và cái tư duy đó là hai bạn được từ đâu vậy? Tại sao hai bạn so tự tin trong cái chuyện đó vậy? Trả lời anh Thanh Bùi là em rất là sợ. Em thì em đang đi nước hướng. Em nói với bản thân là sợ hãi không phải là điều gì mà mình né tránh. Còn cái tư duy nó là từ việc xung quanh em có rất nhiều người thúc đẩy và khuyến khích em. Em cũng giống như Peter. em cũng sợ, dĩ nhiên là em có sợ nhá. Trước đây là em cũng đã rơi vào những cái khủng hoảng rất là dài. Có những thứ em sợ nhưng mà đồng thời có những thứ em sợ hơn. Sợ là em lúc mà em 50 tuổi chẳng hạn thì em lại bị stuck trong một cái công việc mà em không yêu thích. Nhưng mà khi mà em zoom out ra thế giới thì thật sự đây là một cái thực tế của không chỉ một mình em mà là phần lớn tất cả những cái người trong cái thế hệ của em. Những cái câu hỏi mà em có nó không phải là những cái câu hỏi độc nhất vô nhị mà là cũng rất nhiều người đang tự hỏi những cái câu này nha. Thì nó cho em một tí nào đó cảm thấy được an ủi. Còn về những cái suy nghĩ hay là những cái nhận thức này nó đến từ đâu thì chắc chắn là từ một cái privilege, đặc quyền, được nhận một cái nền giáo dục mà nó đòi hỏi em phải suy nghĩ xa và sâu và rộng. Đây là những cái nỗi sợ mà nó giúp cho các bạn sẽ có động lực để mà thay đổi. Hoàng Anh bây giờ mà đã sợ tới lúc 50 tuổi mà mình phải hối hận vì mình làm những thứ mình không thích thì chắc chắn là bạn đó sẽ tìm mọi cách để không có rơi vào cái tình trạng đó. Chính xác. Đó. Ừ. Và cũng muốn phản biện một chút xíu thêm cái ý để cho anh Thanh với anh Hùng có thể đưa ra quan điểm, đó là cái chuyện luôn thay đổi mình, luôn làm mới mình. Nhưng làm sao để tránh mình rơi vào cái ranh giới là không có kiên định, thay đổi nhiều quá, không biết mình làm gì hết. Hoặc là cứ đổi liên tục, đổi xoành xoạch, cứ nghĩ là thích cái này, thích cái nọ. Rồi không có thực sự kiên định với con đường của mình thì mọi thứ nó đều có hai mặt của vấn đề. Vậy thì cái chuyện làm mới mình thay đổi và làm sao để mình tránh khỏi cái chuyện là mình trở thành người không kiên định, tức là không có cùng, không có gì rõ ràng hết, cứ thay đổi liên tục. Thật ra sáng nay thì em tình cờ có một buổi nói chuyện với một thạc sĩ tâm lý. cũng tình cờ một cái chủ đề nó liên quan như thế này. Thì em quay lại cái tầm quan trọng của giáo dục. Em nghĩ là nếu mình hiểu được á, một trong những cái cốt lõi á, mà để một người, một đứa trẻ hay trưởng thành á, là kiên định cái con đường á, thì đứa trẻ đó cần phải được xây một cái gọi là self-understanding, cái sự thấu hiểu bản thân. Thì cái self-understanding á, nó rất là quan trọng ở childhood, là thời kỳ là còn là trẻ em á. Thì sao vì lúc đó, trong thời kỳ đó là cực kỳ quan trọng để trẻ em xây một cái viewpoint, là một cái quan điểm, một cái thế giới quan của mình. Và ở cái thời kỳ này á, trẻ em cần được khuyến khích để được thử nghiệm. Phụ huynh có thể chia sẻ với em góc nhìn của phụ huynh nhưng mà sẽ không can thiệp sâu vào cái quyết định của em. Mình có một cái do not rất lớn này là không được làm ở đây, là không được accuse trẻ, cái này là sai, cái này là không đúng kia. Tại vì sẽ giúp cho trẻ hình thành một cái chuyện là à, thật ra đứa trẻ nó sẽ tự học được. Khi em nghiên cứu về tâm lý trẻ em còn nhận được một thứ rất là thú vị, đó là trẻ em thật ra họ các bé còn nhạy cảm hơn người lớn. Người lớn mình càng lớn á mình mới bất nhạy cảm. Chứ trẻ em á đôi khi á họ nhạy cảm đến mức là sẽ hỏi là bố thích cái gì, mẹ thích cái gì. Và thường á chưa chắc là cái thứ em thích. Nhưng mà bởi vì trẻ em rất là nhạy cảm và rất là biết quan tâm nên trẻ em thường sẽ chiều lòng bố mẹ. Trong khi thực ra khi mình lớn lên mình mất cái đó. Rồi cái giáo dục quan trọng nữa là khi mà chuyển tiếp từ cái childhood qua adolescence, có nghĩa là từ thì là gì, mình phải có một cái sự chuẩn bị cho trẻ make decision. Bắt đầu 18 tuổi là tôi được quyết định, đúng không? Là phải có sự chuẩn bị trước đó. Và sau đó mới quyết định và đối mặt với cái hiện thực.
em tin là sẽ có rất nhiều đứa trẻ như Hoàng Anh, như Peter, phải không? Nhưng không phải đứa trẻ nào cũng may mắn để tiếp nhận một cái nền giáo dục á, mà có, và đặc biệt được sự ảnh hưởng của bố mẹ á, và của thầy cô á, là các em cứ là các em. Các em cứ thể hiện cái cá tính, cái quan điểm của mình. Đặc biệt phải nói một cách là rất là thừa nhận do là do văn hóa của mình đó. Văn hóa mình thật ra ưu điểm là gì, là mình rất là cộng đồng, mình rất là sợ mít lòng, nên thật sự mà nói là mình rất là dễ rơi vào cái framework là ok, mình một đứa trẻ phải được làm điều A, điều B, điều C, điều D, và khi nó làm trái điều A, điều B, điều C, điều D á thì được xem là không tốt. Và một đứa trẻ thì bởi vì nó quá nhạy cảm và nó quá là caring, nó quá là compassionate hơn người lớn mình rất nhiều, nên dẫn tới cái chuyện á là trẻ thay đổi bản thân để thích nghi với sự kỳ vọng của người lớn. Đúng rồi. Thì sáu điều quan trọng của giáo dục sáng tạo thì em đưa cái đầu tiên lên, đó là niềm tin và bản sắc của bản thân. Khi em tin khi một đứa trẻ khi nó hiểu được đây là bản sắc riêng của nó, đây là cái giá trị riêng của nó, đây là cái niềm tin riêng của nó, và nó bắt đầu được làm quen với cái chuyện là độc lập nhưng mà cũng có một cái interdependent, liên hệ người khác. Rồi sau khi mà cái mọi thứ nó diễn ra mà cách của em dùng cái từ gọi là bất định, là cái từ mà đang nói về thời hiện tại và càng rõ ở tương lai nữa, thì đứa trẻ nó em nghĩ đứa trẻ nó sẽ được trang bị đủ bản lĩnh. Em không chắc là con đường Hoàng Anh chọn hay con đường Peter chọn là đúng, em không chắc. Tại bây giờ không ai dám chắc, ngay cả những cái top school, những trường hàng đầu thế giới, thì em cũng nghĩ họ cũng phải quay lại, họ reinvent bản thân họ. Đúng rồi. Bởi vì họ cần phải làm mới họ mà. Ngày xưa mình thiếu thông tin, thiếu kiến thức, thì một cái trường học nó là cái nơi tập trung cái kiến thức đó. Nhưng bây giờ kiến thức thì đầy ra. Bây giờ một cái trường học á, một cái institution á, phải dạy cho một đứa trẻ á, làm sao có thể form được một cái reality, tạo ra được một cái bức tranh hiện thực. Thì lúc bà đưa vào cái quan điểm của mình, đưa vào cái góc nhìn của mình. Nhưng mà em tin rằng với cái tinh thần mà Hoàng Anh, Peter có được thì có thể sau này Hoàng Anh, Peter thậm chí có thể đổi ngành học, thậm chí có thể chọn một cái lĩnh vực mà hoàn toàn không liên quan tới ngành học. Nhưng mà cái mà em có đó là cái niềm tin vào bản thân, cái bản sắc bản thân, và các em đã quen với cái sự bất định đó rồi. Thì lúc đó em không lo lắng cái chuyện là những đứa trẻ này sẽ có kiên định hay không. Bởi vì khi mà mình tin vào bản thân rồi, mình có cái giá trị của mình rồi, thì cái sự kiên định nó đương nhiên. Chẳng qua là mình sẽ học cái cách là mình thay đổi, điều chỉnh. Là cái mà em nghĩ là thế hệ các em sẽ làm tốt hơn mình rất nhiều cái chuyện đó. Tức là cái mà mình cần kiên định là chính là cái giá trị và bản thân của mình, còn mọi thứ đều có thể thay đổi. Thực Việt Nam mình thường là rất là không coi trọng giáo dục mầm non và tiểu học như là các nước phát triển về giáo dục. Điều đó rất là không đúng. Bởi vì sao? Bởi vì đó là đoạn cực kỳ quan trọng để trẻ hình thành thế giới quan, hình thành tính cách, hình thành rất những cái quan điểm quan trọng mà hình thành cả cái hạnh phúc của đứa trẻ ở tương lai nữa. Và cái từ hùng đó là image of the child. Và cái từ ngữ là cái câu image of the child cho Thanh là nó đủ rồi đó. Tại vì khi mình từ 0 đến 6 tuổi, khoa học đã chứng minh là 90% của cái não của một đứa nhỏ đã được hình thành hết rồi đó. Mà ở Việt Nam mình lại không coi trọng cái điều đó. Và mình chỉ nhìn là cái chuyện mà giáo dục mầm non nó như là giữ trẻ thôi à. Con ăn cho ok rồi, an toàn một chút xíu rồi, đủ rồi. Rồi mình tập trung để cho khi mà con lớn, và những cái từ ngữ như là mình không có đầu tư cho con mình mầm non đâu, tại vì nó đâu biết gì đâu. Nhưng mà khi nó lớn hơn xíu á, cho nó đầu tư cho con. Nhưng mà thật sự có đó đi như là đi ngược hết khoa học luôn á. Tại khi mà 0 đến 6 là 90% là cái thời điểm vàng của một đứa nhỏ, để tạo ra những cái neurons, hình thành được suy nghĩ của con mình á. Giữa mình, giữa con với xung quanh, giữa con với thế giới, thì mình cần phải đầu tư ở đó. Em nghĩ là thật ra là những cái phụ huynh mà gọi là tri thức á, đặc biệt ở những thành phố lớn, thật ra là mọi người cũng có nhìn nhận lại chuyện là phải cho con thêm về nghệ thuật, về âm nhạc, về hội họa, về thể thao. Nhưng mà khổ một cái á, là ngay cả bạn bè của em đi, thì em thấy mọi người sẽ là gì? Xem nó là extra. Những thứ được thêm học thôi. Thêm có thì tốt thôi. Và nó thật ra nó full fill, nó đi giải quyết cái chuyện là ngày xưa mình không được đủ điều kiện như vậy, nên giờ mình sẽ đầu tư cho con mình. Nhưng mà tiền đen nữa rồi. Nhưng mà thật ra nếu mà bố mẹ mà mình có hiểu biết đúng về cái chuyện giáo dục sáng tạo, nghĩa là hiểu rằng mọi thứ nó kết nối với nhau. Nó không phải là những môn học riêng lẻ, nó không phải là những thứ thêm vào, mà nếu mà mình có
có cái sự đầu tư đúng, có cái sự kết nối đúng, thì thật sự là mình sẽ định hình rất là nhiều thứ. Chính xác. Giống như một cái điều mà thấy những bé này Hoàng Anh Peter không sợ, thật ra tại em tại vì anh không biết mà sợ ở đây mình dịch tiếng Anh là fear hay là vulnerable. Em nghĩ more về vulnerable hơn. Tức là khả năng bị tổn thương. Tức là khả năng chịu sự nhạy cảm với sự tổn thương, khả năng chịu được tổn thương, bởi vì em nói là cái kỹ năng mà em nghĩ chắc anh Thanh có nhiều cái anh insight hơn em là nó sẽ một đứa trẻ đứng ra trước một cái đám đông khác, giống như em á, thật ra em không có tự tin xíu nào. Em không được học nghệ thuật từ nhỏ. Nên em khi em ở trước một đám đông thì em rất là không thoải mái, bởi vì mình sợ cái cảm giác mình bị judge, mình bị đánh giá. Đánh giá. Nhưng mà mình quên mất rằng sau này em nhận ra là khi mình sợ như vậy mình mất đi rất nhiều cái cơ hội. Đồng ý. Để có thể học được nhiều thứ hơn. Và khi mình học vượt qua cái sự nhạy cảm đó, vượt qua cái nỗi sợ đó, thì bản thân mình đã transform. Đó là cái em thấy cái mà điều mà đặc biệt là khi mà học về phải act, nó giúp cho một đứa trẻ giống vậy. Chính xác. Khi mà một bé được học một cách holistic thì theo suy nghĩ của mình nha, cá nhân thôi, là các em sẽ được tiếp cận với tất cả các giác quan. Khi mà các con nhạy cảm hơn, các con sẽ có cái khả năng communicate được suy nghĩ của mình. Và trong cái thế giới của ngày mai, cái điều đó nó rất quan trọng. Tại vì khi mọi thứ đã công nghệ hóa rồi đó, cái chuyện mà con người với con người tiếp cận như thế nào là cái điều quan trọng nhất. Thì con người phải hiểu nhau. Vì khi con người không có cái khả năng đấy, express myself, thì con người cách làm mà kết nối được với nhau. Tại vì cuối cùng khi mà Thanh nhìn đến một người lãnh đạo giỏi, một người lãnh đạo chưa đủ tầm đi, cái người lãnh đạo giỏi họ làm được cái gì? Họ kích động được cái gì trong cái con người đối diện đó, để cho họ phải làm, phải đi cùng, phải có một cái tinh thần chung tay với nhau. Cái người lãnh đạo đó sẽ tạo được cái tình thương lẫn nhau, cái love quotient. Yeah. Những cái điều mà nói ngày hôm nay nó rất quan trọng để mình kết nối all the dots. Tại vì cái gì cũng ảnh hưởng hết. Chứ không thể nào mà một ngày nào đó nó có là Peter hoặc là Hoàng Anh, nó không phải là tự nhiên có, búng một tay có được. Yeah. Nó là một điều là hằng ngày mình phải tạo ra cơ hội cho con mình như thế nào. Mình phải tư duy mọi việc như thế nào. Tại vì theo suy nghĩ của Thanh là mình sẽ giáo dục thông qua những điều mình nói và những điều mình không nói, và qua những cái điều mình làm và những cái hành động mình lại không làm. Đó thực sự là giáo dục lắm. Em vẫn nhắc lại, em nghĩ là phụ huynh nên là người thay đổi đầu tiên. Chính xác. Bởi vì phụ huynh phải hiểu là bản thân mình phải open minded trước cái trap, cái là cái bẫy của người thông minh là luôn luôn nghĩ mình biết. Nhưng mà cái mức độ thông minh hơn mức độ đó là biết là mình không biết. Khó lắm nha. Biết là mình không biết, khi mình biết là mình không biết á, thì mình mới đi tìm ra những cái thứ mà nó không obvious. Yeah. Sợ nhất của con người là chúng ta dễ dàng thoải mái với những thứ hiển nhiên, obvious. Nhưng mà cái thứ mà thật sự cái underline, cái mà nằm ở ẩn bên trong á, cái thứ mà nó không hiển nhiên á, mới thật sự là cái thứ giúp cho mình phát triển. Và nếu mình thật sự muốn chuẩn bị cho thế hệ sau của mình á, cái cách mà để đón đầu tương lai á, thì mình bản thân, đặc biệt một đứa trẻ, nó là mirror mà. Nó sẽ học qua mirror, nó sẽ học qua bố, qua mẹ, qua thầy, qua cô. Thì đây là em nghĩ là cũng phải trả về một cái áp lực cho phụ huynh là mình cần phải thay đổi đầu tiên, mình cần phải tư duy sáng tạo hơn. Và mình cần phải cởi mở hơn, kiểu vậy. Và thực sự thì cuối cùng là chính phụ huynh là phải thay đổi mình. Và hình như càng nhiều tuổi, càng va chạm nhiều, càng có nhiều kinh nghiệm, thì mình lại còn có xu hướng khó thay đổi cái suy nghĩ của mình. Và như anh Thanh nói đó, đôi khi là phải nhìn qua đôi mắt của trẻ thơ. Đúng rồi. Để chúng ta thấy được rằng là trẻ thơ khi mà chúng rất thoải mái thể hiện cảm xúc, thích gì, ghét gì, không thích gì, đó là những cái giúp mình hiểu về bản thân. Còn người lớn mình đôi khi mình hơi gồng, lâu lâu là mình hơi đè xuống chút xíu. Hoặc là mình do cái ego, cái tôi, hoặc là tôi đã sống đến gần 40 tuổi rồi, tại sao tôi phải thay đổi. Nên thực sự là cái cuộc bàn luận này là tự nhắc nhở chính mình rất nhiều, và cũng là chia sẻ tới các quý vị phụ huynh đang xem chương trình, và đặc biệt là có con trong độ tuổi nhỏ. Và anh Thanh cũng nói là cái độ tuổi từ mầm non và từ 0 đến 6 tuổi là rất rất quan trọng. Một cái nền tảng mà sâu qua rồi không thay đổi được nữa. Đúng rồi. Cho nên là thật sự đây là một cái reinvent, một cái làm mới cho cả tư duy của bố mẹ. Chứ không cần đâu xa hết. Bố mẹ thay đổi tư duy trước thì con cái mình nó sẽ được hưởng lợi. Và cái chỉ số trí thông minh cảm xúc
và trí thông minh lòng trắc ẩn, love quotient và emotion quotient là hai cái sẽ giúp con người chúng ta có thể cạnh tranh với máy móc, đúng không? Trí tuệ nhân tạo như Hùng có nói. Hai bạn cũng nói là bây giờ đi con đường đó có thể đúng, có thể sai, không cần biết. Và hai bạn đã khá là kiên định với những giá trị mình tạo ra rồi và khá tự tin nữa. Cái cuộc bàn luận này là tự nhắc nhở chính mình rất nhiều và cũng là chia sẻ với các quý vị phụ huynh đang xem chương trình và đặc biệt là có con trong độ tuổi nhỏ. Cái độ tuổi từ mầm non và từ 0 đến 6 tuổi là rất rất quan trọng. Cho nên là một kỷ nguyên của nền kinh tế mới là kỷ nguyên của sự sáng tạo, tức là tất cả mọi thứ đều luôn tự làm mới mình. Là một cái kỷ nguyên đầy hoang mang nhưng mà rất thú vị. Thanh với lại Quốc Khánh và anh Hùng sẽ còn reinvent bao nhiêu lần nữa, không biết, không biết được. Em rất là muốn là những cái bậc phụ huynh, những cái người trẻ hay là cả những cái người lớn hơn tụi em, khi mà nhìn chương trình này thì tụi cũng phải hiểu là Symphony of the Mind hay là Embassy không phải là chỉ là vinh danh những cái gì đó rất là bề mặt. Em muốn mượn cái câu chuyện là của Hoàng Anh hay của Peter đây, nó không phải đơn giản là Ivy League, không phải đơn giản là top school. Bởi vì em muốn có một cái note ở đây là bởi vì để phụ huynh nói là vẫn là những công thức thành công cũ mà. Vẫn là vào top school mà, và vẫn vào Ivy League mà, thật ra là thời em cũng vậy, thời chắc anh Thanh cũng vậy. Thì có gì khác, nhưng mà cái em cảm thấy cái sự khác với hai đứa em ở đây á là các em thấy nó con đường đúng rồi, các em tin vào bản thân nhiều hơn. Các em tin vào bản thân nhiều hơn và các em không ngại thử nghiệm cái mới, và các em thấy đúng hay không đó là đó, khi mà có bản sắc, khi có giá trị thì cái con đường đó là con đường khiến các em tự tin đi tiếp. Và đó một em nghĩ đó là cái bản lĩnh mà sẽ giúp cho các em có một cái tương lai sẽ thích nghi tốt. Em không dám nói là thành công hay không thành công, bởi vì mình cũng không biết thành công trong tương lai là cái gì. Đúng rồi. Đó, nhưng mà thì cái note của anh với Hoàng Anh Peter đó là cứ tiếp tục tin vào bản thân, cứ tiếp tục thử và cứ tiếp tục thay đổi, giống như Hoàng Anh hay nói, cứ thay đổi vui lắm em, thay đổi vui lắm. Anh nói thật, thay đổi rất vui, cứ thay đổi vì không ai hiểu hơn bản thân mình hết là con đường đó có đúng với mình hay không. Và người ta hay nói là thế hệ sau thì từng học hỏi của thế hệ đi trước, nhưng mà trong cái kỷ nguyên này thì các thế hệ với nhau đang học hỏi lẫn nhau. Chính xác. Để chúng ta cùng nhau reinvent the future, tức là làm mới lại tương lai. Một cái tương lai mà đặc biệt với Covid nữa, nó khiến cho chúng ta quá nhiều cái gian nan thử thách, nhưng bù lại nó tạo ra một cái tương lai cực kỳ thú vị phía trước, là mọi thứ đều có thể thay đổi. Và dù chúng ta có điều kiện hay không có điều kiện, chúng ta đều có thể xuất phát từ một cái điểm như nhau, là ngay từ nhỏ là chúng ta đã có thể lo cho, đầu tư cho con của mình ngay từ giai đoạn nhỏ. Và ngay cả chính phụ huynh nữa, dù đang làm bất cứ chuyện gì, đang làm bất cứ nghề nghiệp gì, vẫn hoàn toàn có thể làm mới mình. Tại vì làm mới mình cũng là làm mới cho con, mà cũng là làm mới cho tương lai luôn. Một lần nữa xin cảm ơn anh Thanh, anh Hùng rất nhiều. Cảm ơn Hoàng Anh và Peter Vĩ Phan. Chúc hai em sức khỏe, bình an và tiếp tục kiên định với con đường của mình. Nhiều may mắn trong thời gian sắp tới. Xin chào hai bạn. Xin chào.